Cái lòng này hái cũng được lắm, cao quá bên sình hái không nổi nữa, Thảo hái rồi. Thảo có cái lòng nhỏ nè, cái này bữa đi về Việt Nam thấy có mấy cái nhỏ nhỏ này chắc hái táo tàu được nên Thảo mua. Giờ kiếm cái cây đóng vô. Còn cái này, cái cây ở đây, cái nó hơi bự, cái này nó bự quá nè, chắc hái mấy cái trái khác chứ táo tàu hái không được. Giờ Thảo với bên sình gắn cây vô, gắn cây vô cái lồng. Có làm nào nè, đó hả? Phải quấn, phải quấn cho nó chặt. Cái bự này thì có cái tre Thảo lượm được nè, xiết vô thôi chắc lắm. Nhưng mà Thảo sẽ cột thêm, kiếm thêm cây cột vô đây, quấn dài cái băng keo nữa cho nó dày lên. Hết luôn rồi, hết luôn con, hết một cuộn băng keo. Buổi sáng hôm nay Thảo thấy giống như trời bắt đầu chuyển qua mùa thu, nó không có sáng lắm, lạnh lạnh nữa nên Vincent bận áo lạnh rồi. Con hái cho đầy cái lồng, con hái đem xuống hái mấy. Ừ, cái đó ở trên cao lắm. À, bình thường á, nếu mình không có cái lồng thì để cho chim ăn. Có cái lồng á, Vincent thích lắm. Hái đầy cái lồng hả, đổ vô con. Hái đầy lồng đi. Con hái cẩn thận nha, không có cho nó rụng nhiều quá nghe Vincent. Vincent xài cái lồng nhỏ rồi, sợ xài cái lồng này. Cái này thì khó hơn. Thì cái này nó thưa quá, nó rụng tùm lum hết. Bữa nay Vincent hái được một rổ luôn, đang bưng vô. Rồi bưng vô đi. Dưới gốc táo tàu Thảo trồng một đám hẹ, nay nở bông quá chừng. Bông hẹ cũng đẹp. Hai mẹ con Thảo hái táo xong rồi, giờ bày ra đây ăn ở ngoài vườn. Thảo đặc biệt giới thiệu, đây là mận ở dưới miền Nam California gửi lên. Từ miền Bắc nơi Thảo đang sống nè, đi xuống miền Nam á khoảng gần 1000 cây số. Chạy xe khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ. Ở dưới đó nắng ấm, trồng được cây mận. Chuối nữa. Mấy cái thứ này bên đây quý lắm. Tại vì trồng không được á. Còn mấy cái đào tiên nè. Táo tàu nhiều lắm nên không có quý. Mấy cái này rẻ, còn cái này với cái này mắc tiền. Cái mận này á ở dưới miền Nam trồng được nhiều lắm. Gia đình chồng Thảo cũng có xin nhánh về trồng mà nó hơi lạnh á nên không biết nó có trái không. Thấy nó cũng sống. Ở ngoài chợ trời á, người ta cũng có bán nhánh nữa. Một nhánh vậy á, cao gì nè, khoảng 50-60 đô la. Thảo cũng ham lắm nhưng mà hết chợ, nhà hết đất trồng rồi,
cây mọc nhiều quá chừng luôn. Trái mận này ngon ha. Ở bên đây mà được trái mận vậy nè, quý dữ lắm. Thảo chẻ ra thử coi nó có sâu không. Thường hồi năm rồi Thảo ăn không có sâu. Rất là ngon luôn. Có ăn không? Thử đi. Thử đi. Ngon lắm, chấm muối. Không có sâu. Ngọt mà ngon lắm. Ớt sặc. Ngon quá. Con ăn thử đi. Ngon lắm. Ăn cái này tốt sức khỏe nè con. Cái nào cũng tốt hết. Cái nào con cũng ăn đi. Chuối cũng ở miền Nam trồng luôn. Miền Bắc này á, trồng á, cái tới mùa đông á, nó héo, nó rủ lá hết, nó chịu không nổi cái lạnh á. Trái này chín quá. Hồi chín rồi. Trái này chín quá. Tại thôi để nay hai bữa để quay phim á. À hả? Cậu muốn ăn trái mới không? Mẹ lấy trái mới cho. Trái mới đi. Nè đưa cho mẹ ăn trái đó cho. Trái này mới không có sống nè. Chuối Vincent ăn được. Ngon quá. Đó. Cắt làm đôi nha. Được rồi. Đây mày làm chứ. Ừ, bên trên làm được nè. Được không? Để chừng đứt đi. Rồi. Bánh trung thu nhân đậu xanh. Mày các em, cô chú anh chị, ông bà ăn bánh trung thu. Mẹ nữa thôi. Sao ăn ít vậy? Ngày kiều ba hả? Kiều ba. Lụa đẹp quá. Không ăn chuối nữa hả? Mẹ cũng ngán rồi. Cái này mình để mình làm bánh nè. Làm bánh chuối. Bánh chuối có nước cốt dừa dễ ăn hơn. Ngon hả? Ăn hết miếng mận đi. Mận ngon. Thảo thấy á, mọi người á, thích coi Thảo hái đào với lại trái táo tàu lắm.
Nhưng mà mấy trái này ở đây rẻ lắm. Thường á, mấy cái nhà, gia đình á, có trồng mấy cái cây này, hái cho qua cho lại thôi. Bây giờ Thảo hái, Thảo cho mấy người bạn. Ăn đi con. Cái này ở đây á, là những trái cây bình thường ở đây à, không có quý. Cái này mới quý. Tại trồng không được nên nó quý. Rồi, mấy cái này quý lắm luôn. Được ăn mà trái trồng ở trong vườn ở miền Nam gửi lên á, rất là ngon. Cảm ơn miền Nam đã gửi cho miền Bắc. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã xem video cuối tuần Thảo và con trai hái táo tàu ở trong vườn. Hẹn gặp lại trong những video mới của Thảo nha. Chúc cuối tuần vui vẻ, bình an.